Nam Mô A Di Đà Phật. Mới nửa buổi mà các công nhân trong công ty Exchange đã hoàn tất phần khung dưới cái nhà phát triển của chùa, và chỉ còn 2 ngày nữa họ sẽ hoàn tất. Đây là hình ảnh chúng ta thấy ngôi nhà phát triển của chùa đã dần dần được chuyển thành một căn nhà có 3 phòng thật ấm cúng.